thêm chi tiết. Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Nhìn từ phố Hiến của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chương trình hôm nay có những nội dung chính sau đây. Đoàn đại biểu các dân tộc thiểu số Việt Nam dâng hương tưởng niệm các vua hùng. Đại hội Hiệp hội các trường Đại học Cao đẳng Việt Nam lần thứ 2. Gieo niềm hy vọng cho trẻ khuyết tật. Tạm đình chỉ công tác trưởng đoàn tiếp viên Việt Nam Airlines. Sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, sáng ngày 3 tháng 12, đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu toàn quốc các dân tộc thiểu số Việt Nam lần thứ 2 do đồng chí Trương Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ dẫn đầu đã dâng hương tưởng niệm các vua hùng tại khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Đền Hùng, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ. Sau khi dâng hương tưởng niệm, đoàn đại biểu toàn quốc các dân tộc thiểu số Việt Nam đã đặt vòng hoa, thắp hương mộ tổ, trồng cây lưu niệm tại ngã năm đền giếng và dâng hương tưởng niệm tại đền thờ Lạc Long Quân. Thưa quý vị và các bạn, nhiều tổ chức cá nhân tại Việt Nam cùng các nền tảng thương mại điện tử và mạng xã hội quốc tế như Google, Facebook, YouTube tạo ra doanh thu khổng lồ. Tuy nhiên, nhiều tổ chức cá nhân vẫn chưa thực hiện đầy đủ nghĩa vụ thuế. Với quy định mới tại Nghị định số 126 có hiệu lực vào ngày 5 tháng 12, các hành vi trốn thuế trên môi trường điện tử đều có thể phát hiện khi có sự phối hợp ngành ngân hàng viễn thông. Thu thuế thương mại điện tử năm 2018 vào khoảng 800 tỷ đồng, năm 2019 trên 1.000 tỷ đồng và 11 tháng năm 2020 là gần 1.000 tỷ đồng. Tuy nhiên, theo đại diện ngành thuế, số thu này vẫn chưa phản ánh được hoạt động kinh doanh trên các nền tảng thương mại điện tử hiện nay. Chính thì đang khẩn trương ban hành thông tư hướng dẫn Nghị định 16 có phần liên quan đến cung cấp dịch vụ xuyên biên giới. Chúng tôi sẽ mời các đơn vị cung cấp dịch vụ xuyên biên giới của nước ngoài sẽ vào làm việc với cơ quan thuế Việt Nam cũng như các tư vấn để làm sao là hướng dẫn các cái quy định mới về cái cung cấp dịch vụ xuyên biên giới để các doanh nghiệp thực hiện đúng nghĩa vụ của mình. Thực tế quản lý thu thuế các tổ chức cá nhân có giao dịch trên nền tảng số xuyên biên giới hiện vẫn rất khó khăn. Đơn cử như số liệu của Bộ Thông tin Truyền thông cung cấp giữa năm 2020, Netflix cung cấp dịch vụ phát hành truyền hình trên mạng Internet tại Việt Nam từ năm 2016 với đơn giá 180.000 đồng một tháng, đến nay là 300.000 đồng một tháng. Netflix thu về hàng trăm tỷ đồng từ Việt Nam. Thế nhưng, Netflix hiện chưa đặt chi nhánh công ty tại Việt Nam và cũng chưa đóng thuế. Với quy định siết chặt tại Nghị định 126, Tổng cục Thuế sẽ phối hợp với cơ quan có liên quan, xác định nhân thân của người nộp thuế, thu thập dữ liệu từ các công ty trung gian vận chuyển, các ứng dụng trung gian vận chuyển, dữ liệu từ các ngân hàng, ví điện tử để xác định dòng tiền. Đây được xem là giải pháp căn cơ chống thất thu thuế xuyên biên giới. Cũng chỉ những cái đối tượng nào mà có cái khả năng phát sinh nhiều giao dịch, có cái khả năng là phải nộp thuế thì mới yêu cầu cung cấp, chứ không phải là tất cả mấy chục triệu khách hàng cung cấp chẳng để làm gì cả. Đối với ngân hàng đã phải có trách nhiệm bảo mật rồi thì cơ quan thuế, cơ quan nhà nước càng phải có trách nhiệm bảo mật cao hơn. Quy định này chỉ nhắm đến các tổ chức cá nhân có nghi vấn và cơ quan thuế sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm bảo mật thông tin này. Do vậy, người dân không vì thế mà quá lo lắng về việc lộ thông tin cá nhân. Trong trường hợp người nộp thuế vi phạm pháp luật đã yêu cầu nộp thuế là xử phạt vi phạm chính rồi, cưỡng chế thuế không nộp thì cơ quan thuế mới có quyền là cung cấp những cái thông tin về cái thu nhập rồi tiền thuế phải nộp. Còn bình thường những cái thông tin đó là thông tin trong nội bộ và đấy là quy định bảo mật cho người nộp thuế. Khi Nghị định 126 có hiệu lực vào ngày 5 tháng 12, các lập trình viên kiếm tiền từ việc viết trò chơi, ứng dụng trên điện thoại hay những người làm clip đăng tải trên YouTube, Facebook sẽ bị phạt từ 1 đến 3 lần số thuế phải nộp nếu không chịu kê khai nộp thuế thu nhập cá nhân. Do vậy, các YouTuber cũng như các tổ chức cá nhân kinh doanh trên nền tảng số cần phải tự giác kê khai và nộp thuế. Những năm qua, tiến trình hội nhập quốc tế của Việt Nam đã đạt một tầm cao mới. Tuy nhiên, tiến trình hội nhập cũng mang lại nhiều thách thức đối với quá trình phát triển kinh tế xã hội của Việt Nam. Đây là nội dung được các đại biểu đánh giá tại hội thảo tạo thuận lợi thương mại và đầu tư trong bối cảnh biến động toàn cầu được tổ chức mới đây tại Hà Nội.
Theo các đại biểu, tiến trình hội nhập quốc tế đã góp phần quan trọng nâng tầm thế và lực cho Việt Nam trong phát triển kinh tế xã hội và nâng cao thu nhập cho người dân, tạo sức ép và điều kiện để tích cực hoàn thiện thể chế kinh tế, nỗ lực nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia, doanh nghiệp và sản phẩm. Tuy nhiên, tiến trình cũng mang lại nhiều thách thức như cân đối vĩ mô và các cân đối lớn của nền kinh tế chưa vững chắc, môi trường đầu tư kinh doanh và năng lực cạnh tranh chậm được cải thiện, năng lực tài chính, quản trị của phần lớn các doanh nghiệp trong nước còn hạn chế. Phân tích chung trong bối cảnh biến động toàn cầu, một số đại biểu cho rằng sẽ tiếp tục gây ảnh hưởng tiêu cực kéo dài cho tăng trưởng kinh tế thế giới, có thể khiến cho doanh nghiệp trì hoãn đầu tư và xem xét lại toàn bộ các thỏa thuận nguồn cung ứng cũng như các chuỗi giá trị toàn cầu liên quan, dẫn đến những ảnh hưởng tiêu cực tới tăng trưởng thương mại toàn cầu. Do đó, các doanh nghiệp Việt Nam phải có đánh giá cũng như thích ứng với những biến đổi thương mại của toàn cầu. Ngày 2 tháng 12, Đại sứ quán Anh tại Việt Nam đã phối hợp với Bộ Công Thương, Tập đoàn Điện lực Việt Nam tổ chức hội thảo mô hình hóa bằng công nghệ số tại Hà Nội để thảo luận những vấn đề cấp thiết tích hợp về công nghệ số trong lĩnh vực năng lượng. Việt Nam có nguồn năng lượng dồi dào để phát triển năng lượng tái tạo, đặc biệt là năng lượng mặt trời và gió. Chính phủ Việt Nam đã đặt ra mục tiêu đến năm 2030, năng lượng tái tạo sẽ chiếm khoảng 20% tổng năng lượng quốc gia. Vì vậy, vấn đề nâng cao năng lực của hệ thống truyền tải điện, phát triển một khung pháp lý ổn định cho ngành điện cũng như đầu tư hiệu quả vào công nghệ là vô cùng thiết yếu. Tại hội thảo, các đại biểu và chuyên gia năng lượng đã thảo luận trực tiếp về những thách thức kỹ thuật khi vận hành hệ thống điện trong bối cảnh năng lượng tái tạo liên tục gia tăng, cũng như khả năng áp dụng công nghệ hiệu quả để quản lý và giảm thiểu những thách thức này. Hội thảo được tổ chức trong khuôn khổ chương trình năng lượng của chính phủ Anh nhằm hỗ trợ quá trình chuyển dịch năng lượng của Việt Nam theo biên bản ghi nhớ đã ký giữa Vương quốc Anh và Bộ Công Thương vào đầu năm 2020. Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội vừa giao Sở Giao thông Vận tải chủ trì cùng Sở Xây dựng và các đơn vị liên quan xem xét phương án đề xuất đầu tư xây dựng nút giao thông Hoàng Quốc Việt và nút giao thông Cổ Nhuế. Đơn vị tư vấn đưa ra phương án xây dựng bố trí hầm dọc theo đường Hoàng Quốc Việt trôi qua đường Vành Đai 3. Theo đó, phần hầm kín được bố trí trong phạm vi nút giao, phần hầm hở thiết kế với đường Hoàng Quốc Việt kéo dài đến nút giao với đường Trần Vĩ. Dự kiến tổng mức đầu tư phương án này hơn 880 tỷ đồng. Với nút giao thông Cổ Nhuế, tư vấn đề xuất nghiên cứu phương án bố trí hầm dọc theo đường Tây Hồ trôi qua đường Vành Đai 3. Dự kiến tổng mức đầu tư phương án này là hơn 1.010 tỷ đồng. Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội yêu cầu giao Sở Giao thông Vận tải tham mưu báo cáo trước ngày 10 tháng 12 năm 2020. Trong các ngày mùng 2 và mùng 3 tháng 12, gần 400 trường đại học cao đẳng trên cả nước đã về thủ đô tham dự ngày hội lớn của ngành giáo dục Đại học Việt Nam. Đây là đại hội của Hiệp hội chung các trường đại học cao đẳng Việt Nam, không phân biệt trường công lập hay ngoài công lập. Trong 6 năm hoạt động, Hiệp hội đã có những sáng kiến hỗ trợ, chia sẻ thông tin để cùng nhau đưa ra những phương hướng ngành nghề đào tạo và cùng nhau thảo luận tháo gỡ những khó khăn trong công tác đào tạo. Trong nhiệm kỳ tới, Hiệp hội sẽ cùng các nhà khoa học phối hợp với các cơ quan nhà nước chủ động tham gia xây dựng và thúc đẩy chiến lược phát triển giáo dục đại học ngày càng có chất lượng và hiệu quả hơn, tích cực hỗ trợ và chia sẻ thông tin góp phần xây dựng môi trường và điều kiện phát triển nền giáo dục vững mạnh. Đặc biệt hơn nữa là tham gia thực hiện chiến lược phát triển giáo dục, trong đó có việc quy hoạch mạng lưới đại học và cao đẳng mà chính phủ đã có chủ trương gần đây. Bộ Giáo dục Đào tạo yêu cầu tăng cường phòng chống dịch COVID-19 trong trường học, thực hiện nghiêm túc thông điệp 5K, khẩu trang, khử khuẩn, khoảng cách, không tập trung, khai báo y tế. Theo đó, Bộ Giáo dục Đào tạo lưu ý các sở, các trường tăng cường tuyên truyền các biện pháp phòng chống dịch cho người học, nhà giáo, cán bộ quản lý, nhân viên trong trường học. Hạn chế tổ chức các hoạt động tập trung đông người nếu không thực sự cần thiết. Các đơn vị cần đảm bảo cơ sở vật chất, trang thiết bị y tế, vệ sinh môi trường tại trường học như thiết bị đo thân nhiệt, nước sát khuẩn, nơi rửa tay bằng nước sạch và xà phòng, và các phương án bảo đảm sức khỏe cho người học, nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân viên trong trường học. Duy trì thực hiện vệ sinh, tẩy trùng trường lớp theo quy định, rà soát bổ sung kịp thời nước sát khuẩn hoặc xà phòng và các vật dụng cần thiết để chuẩn bị cho buổi học tiếp theo. Tối ngày 2 tháng 12, lãnh đạo Vietnam Airlines đã quyết định tạm đình chỉ công tác đối với ông Phan Ngọc Linh, đoàn trưởng đoàn tiếp viên Vietnam Airlines trong thời hạn 15 ngày.
tạm đình chỉ công tác ông Linh để làm rõ trách nhiệm có liên quan đến việc vi phạm quy định cách ly tại khu cách ly tập trung của tổ bay và cách ly tổ bay tại nhà theo chỉ đạo của Thủ tướng. Vietnam Airlines cho biết hãng đang tích cực phối hợp với các cơ quan liên quan để điều tra xử lý tất cả các cá nhân, tổ chức căn cứ trên mức độ sai phạm theo chỉ đạo của Thủ tướng. Trước diễn biến mới của dịch COVID-19 tại thành phố Hồ Chí Minh, mới đây tại cuộc họp ban chỉ đạo phòng chống COVID-19 Hà Nội, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Chu Ngọc Anh yêu cầu người đứng đầu cấp ủy các cấp nêu cao trách nhiệm vào cuộc quyết liệt hơn nữa, quyết tâm không để làn sóng dịch COVID-19 thứ ba xảy ra ở thủ đô. Về các biện pháp phòng chống. Báo cáo tại cuộc họp, Sở Y tế Hà Nội cho biết thành phố có 17 khách sạn đang thực hiện cách ly có thu phí, hiện đang cách ly cho gần 1.500 người, đạt khoảng 70% công suất phòng. Ngoài ra ở 3 cơ sở cách ly tại tổ bay, hiện có gần 160 người đang thực hiện cách ly. Tính đến nay, thành phố cũng đã phát hiện được 7 ca dương tính tại khu cách ly ở khách sạn nhưng chưa có lây nhiễm trong cộng đồng. Đây được xem là hai nguồn lây nhiễm có nguy cơ cao, đặc biệt là sau vụ việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Cách ly lưu trú và cách ly của các hàng không, nếu mà tiếp tục cho phép mà cách ly tại nhà lưu trú thì phải đảm bảo đầy đủ điều kiện, có phòng riêng, có điều kiện riêng để cách ly thì mới được, không có thì yêu cầu cách ly đúng 14 ngày cách ly tập trung. Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn cho biết Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo thành viên tổ bay bắt buộc phải cách ly đủ 14 ngày. Rút kinh nghiệm từ thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội cần đảm bảo tốt điều này, đồng thời sẵn sàng chủ động phòng trường hợp bất khả kháng. Có thể hỗ trợ các đồng chí nâng cao cái năng lực về mặt xét nghiệm, nâng cao năng lực về mặt điều trị, cũng như là nâng cao năng lực về phòng dịch, kiểm tra, kiểm soát, đặc biệt là liên quan đến các cái công tác chuẩn bị cho các sự kiện lớn của đất nước như là Đại hội thi đua yêu nước và sau đó là Đại hội Đảng toàn quốc. Tuy nhiên thì chúng ta dựa vào cái năng lực của bản thân là tôi nghĩ là phải tốt hơn. Quán triệt cái tinh thần này đầu tiên, tức là không có bất cứ cái gì mà bị động với lại là sơ suất ở đây cả, để giữ vững thủ đô là không chỉ phục hồi phát triển kinh tế mà chắc chắn phải an toàn tuyệt đối. Quyết tâm không để làn sóng dịch COVID-19 thứ ba xảy ra ở thủ đô, Hà Nội sẽ tiếp tục đưa ra nhiều giải pháp quyết liệt, chặt chẽ hơn, tăng cường kiểm tra, giám sát, kiên quyết dừng các hoạt động không cần thiết. Thưa quý vị và các bạn, với những trẻ em khuyết tật, các em đều có quyền được đi học, tạo việc làm để nuôi sống bản thân như biết bao người khác. Ngày Quốc tế Người Khuyết Tật mùng 3 tháng 12, chúng tôi muốn gửi đến quý vị khán giả một câu chuyện tại Trung tâm Phục hồi Chức năng Việt Hàn, nơi các thầy cô luôn tận tâm, nỗ lực hết mình để chăm sóc điều trị, phục hồi chức năng cho trẻ em khuyết tật, giúp các em cải thiện sức khỏe và hành vi. Họ là những người lái đò thật đặc biệt, mang lại cho các em cơ hội tái hòa nhập cộng đồng và hy vọng về một tương lai tươi sáng. Những lớp học không phấn trắng bảng đen, không giáo án mà chỉ có tình yêu thương và sự kiên trì. Gắn bó với công việc này đã gần 15 năm, thầy giáo Nguyễn Hữu Tuấn tâm sự, mỗi tiết học với trẻ tự kỷ nặng đã từng là nỗi trăn trở. Bởi lớp chỉ có khoảng 10 em, nhưng mỗi em một diễn biến tâm lý, hành động khó lường. Phải cần rất nhiều công sức, thầy mới hiểu được tính cách và sự tiến bộ của mỗi em. Theo thời gian, theo năm tháng và theo cái suy nghĩ hoặc là mình cũng có định hướng rõ ràng là mình phải cần làm những cái công việc như thế này và để giúp các bạn thì mình dần dần cũng thích nghi và quen dần với cái tiếng trong trường ý. Và mỗi lần tiết dạy thì mình cảm thấy làm sao những cái tiết dạy mình làm sao để cho nó đa dạng và tốt nhất để giúp đỡ các bạn. Gắn bó với công việc phục hồi chức năng hơn 10 năm nay, cô giáo Nguyễn Thị Hằng chỉ đau đáu một ước mơ, đó là được nhìn thấy học trò của mình có thể đi lại, chạy nhảy như bao bạn bè. Cô cho rằng các em nhỏ khuyết tật cũng cần được yêu thương và mỗi gia đình có trẻ khuyết tật cần làm mọi điều có thể để các em có môi trường học tập phù hợp nhất, phát huy hết khả năng của người khuyết tật. Hôm nay thì tôi chỉ mong là trẻ có thể là ngồi vững. Ngày mai tôi sẽ có thể là mong là trẻ có thể là với cầm được một vật gì đó trong tư thế ngồi. Thì tự nhiên là cái động lực của tôi nó sẽ lớn dần lên và trẻ cũng sẽ thấy được là mình đang tiến bộ hàng ngày. Tại ngôi trường đặc biệt này, các thầy cô luôn trăn trở với việc nếu rời trung tâm, các em sẽ làm gì để kiếm sống. Vậy là ý tưởng liên kết giữa trung tâm với một công ty cung cấp giấy ăn phục vụ đám cưới đã thành hình. Từ đó, vừa rèn luyện kỹ năng cho các em, vừa hướng nghiệp giúp các em làm quen với những công việc mới. Gắn bó với nghề làm việc với trẻ khuyết tật ở đây là làm việc không phải là đi trên con đường trải đầy hoa,
mà chúng ta làm việc ở đây với cái tinh thần trách nhiệm giúp được cho các em nhiều nhất, tốt nhất. Mà phải khẳng định đây là cái ngôi nhà thứ hai của các em, thì giúp các em mới sớm được hòa nhập cộng đồng, bệnh tật mới thuyên giảm được tốt hơn. Đây các cô kiểu dịu dàng hơn ấy, thương các cháu hơn ấy, coi các con hơn ấy. Cô chắc có cô là coi các con của mình. Việc có thể hòa nhập cộng đồng với các em khuyết tật không phải là ước mơ mà đã trở thành thực tế. Các em đã có thêm cơ hội nuôi sống bản thân, hòa nhập với cộng đồng. Nếu cả xã hội cùng quan tâm, rộng mở vòng tay, tạo điều kiện cho người khuyết tật thì họ sẽ có thêm nghị lực để vươn lên trong cuộc sống, trở thành những người hữu ích. Thưa quý vị, nhìn những chiếc hộp thì có lẽ trông chúng rất bình thường như bao chiếc hộp khác. Thế nhưng để làm được ta chúng thì lại rất công phu bởi những họa tiết trang trí đã được làm từ các mảnh giấy nhỏ. Và những người sáng tạo ta chúng cũng rất đặc biệt. Bắt đầu sinh ra thì mẹ cứ thấy là khóc rất là nhiều, và nhất là mỗi lần thay tã. Và tức là mắt thì nhìn trợn này, tay chân thì cong keo. Và sau đấy thì mẹ cho đi bác sĩ thì khám, bác sĩ bảo là bị bệnh xương thủy tinh. Và tức là mang về nuôi được ngày nào thì hai ngày đấy. Mặc dù Thương không thể ngồi hay đứng mà chỉ nằm và lăn tròn, mọi hoạt động sinh hoạt đều phải phụ thuộc vào người khác như đứa trẻ. Thế nhưng mong muốn có thể phụ giúp thêm kinh tế cho gia đình vẫn luôn thôi thúc cô gái nhỏ học và làm nghề. Mẹ không đi được, mình sẽ không làm gì được cho mẹ. Rồi nghĩ về sau, về già thì bố mẹ cũng già và cũng không thể trợ giúp cho mình được nữa. Và mình lại cũng bị như này, chẳng khác một người già. Thế gia đình lại tự nhiên có ba người già. Mình rất sợ. Mình quyết tâm là mình sẽ phải học nghề. Cũng nghĩ là thôi, khỏe ngày nào thì làm, yếu thì sau này đã có gia đình, đã có. Nhưng mà Thương không nghĩ thế. Thấy nó có một cái nghị lực phi thường đó. Những lần xương bị gãy chỉ vì va đập khiến sự đau đớn hành hạ, thậm chí có lúc chị phải nằm bất động nhiều tháng. Nhưng tất cả không thể cản nổi ước mơ của chị. Từ những sản phẩm handmade đầu tiên, đến nay chị Thương đã có hẳn một thương hiệu riêng mang tên gọi Thương Thương Handmade và được người tiêu dùng trong và ngoài nước công nhận. Khi chúng tôi sản xuất ra và làm việc và cũng mong muốn là làm việc bằng chính sức lao động của mình. Không chỉ nỗ lực để bản thân không trở thành gánh nặng của gia đình xã hội, mà Thương Thương Handmade đã trở thành mái nhà thứ hai cho những người khuyết tật khác. Từ khi tôi bước chân vào cái công việc này thì tôi thấy cuộc sống mình nó thoải mái hơn và đầu óc tư tưởng cảm thấy nó tốt hơn. Ấy. Đến đây thì giúp mình có công ăn việc làm, này, giúp mình có thêm nhiều những người cùng hoàn cảnh như mình. Mình muốn dành cho các bạn cùng hoàn cảnh và luôn luôn tự tin vào bản thân mình và hãy kiên trì theo đuổi. Khi nghĩ về một đời người, tôi thường nhớ về rừng cây. Khi nghĩ về một rừng cây, tôi thường nhớ về nhiều người. Ngày 2 tháng 12, Ban Bí thư quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức khai trừ ra khỏi Đảng đối với bà Hồ Thị Kim Thoa. Với bị can Hồ Thị Kim Thoa, Thiếu tướng Tô Ân Tô, Chánh Văn phòng kiêm người phát ngôn Bộ Công an cho biết, đến nay các cơ quan có thẩm quyền vẫn chưa có thông tin liên quan đến việc bắt giữ bà Hồ Thị Kim Thoa ở nước ngoài. Ngày 9 tháng 7 năm 2020, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố bị can Hồ Thị Kim Thoa, nguyên Thứ trưởng Bộ Công Thương. Bà Thoa được xác định đã xuất cảnh ngày 22 tháng 10 năm 2018 qua cửa khẩu Cảng Hàng không Quốc tế Tân Sơn Nhất. Văn phòng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an đã ra quyết định truy nã toàn quốc vào tháng 9 năm 2020 và Tổ chức Cảnh sát Quốc tế cũng đã ban hành lệnh truy nã quốc tế đối với bị can Hồ Thị Kim Thoa. Văn phòng Cơ quan Cảnh sát Điều tra đã có thư đề nghị gia đình, người thân động viên để bị can Hồ Thị Kim Thoa sớm về nước trình diện và thành khẩn khai báo về các hành vi phạm tội để được hưởng chính sách khoan hồng. Đến nay thì cũng Bộ Công an, tức là Văn phòng Cơ quan Cảnh sát Điều tra thì cũng chưa có cái thông tin của các cái cơ quan có thẩm quyền liên quan đến việc bắt giữ bà Thoa tại nước ngoài.
Trước đó, ngày 2 tháng 12, Ban Bí thư đã quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức khai trừ ra khỏi Đảng đối với bà Hồ Thị Kim Thoa do có những vi phạm khuyết điểm liên quan đến dự án khu đất 246 Hai Bà Trưng, phường Bến Nghé, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh trong vụ án vi phạm các quy định về quản lý đất đai và vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí.